mọi người. Mọi người ơi, gặp lại mọi người nữa rồi nè. Có ai thấy em chưa ta? Hú 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 hú. Đưa đây cái nước đi. Nó nóng à? Bà có uống đâu? Nó nóng uống đâu hợp lắm. Bà có uống đâu, hứng nóng, bà uống đâu. Mọi người ơi, mọi người thấy em không ạ? À? Mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên cho em luôn nhỉ. Hôm nay không có trò nhà chị Tú ơi, có trò chứ sao mà không có trò luôn nè. Hello Kế Hình, mù luôn rồi hả? Không thấy anh hai Nguyễn Văn luôn hả? Không thấy gì cả đâu nè. Ơi, hôm nay em mặc áo xanh chứ em đâu có mặc áo màu đen đâu anh Việt. Hello Hình Trinh luôn nha, em chào anh Việt, hello để gió cuốn đi luôn nè. Lai không mệt hả? Lai mệt lắm luôn, nhưng mà gặp mọi người là vui lắm luôn rồi, không có mệt đâu. Mọi người ơi, ai đang trong livestream của em thì mọi người comment lên đây cho em thấy mọi người đi, để em tiện em tương tác với mọi người luôn nha. À, hello mọi người. À, hello Trần Sơn Phong, em chào Trần Sơn Phong luôn nha. Còn ai nữa không ta? Ai đang trong livestream của em thì mọi người comment lên đây đi cho em chào mọi người luôn nha. Hello các tình yêu. Rồi, mọi người ơi, đợi view đông đông em sẽ lên câu hỏi cho mọi người trả lời câu hô câu đố hôm nay nha. Hôm nay Long Coco soạn ra câu đố cho em rất là ghê rồi. Rồi, để em lên kính nào tặng cho mọi người đây ta. Để coi coi nha. Nếu như mọi người trúng mini game của em ngày hôm nay thì em sẽ tặng cho mọi người cái cây kính này đây. Cây kính này nha. Để em lựa kính em tặng cho mọi người nhé. Chị chỉ em cách làm trắng da đi chế. Bé cưng bao nhiêu tuổi rồi? Cưng bao nhiêu tuổi rồi? À, trên 18 tuổi chưa? Hello anh để giá cuốn đi luôn nha. Ngực trắng nhít hả? Em chọc mù mắt rồi. Hello Hải Nguyễn Văn luôn, em chào anh ạ. Chào mọi người đang trong livestream của em luôn nha. Hello Long Hân, em chào anh Trần Xuân Phong. Mọi người nhìn nha, hôm nay em sẽ lấy cái kính này ra em tặng cho mọi người. Thì nếu như anh nam nào trúng thưởng của em hay là nữ trúng thưởng thì mình vẫn được chọn hai mẫu kính mà em lên cho mọi người coi nha. Đây, mẫu kính một mẫu nam, một mẫu nữ như vậy. Mẫu này dành cho nam, ok ha. Rồi, mẫu này dành cho nữ luôn nè, thấy chưa? Thì có hai mẫu, mẫu nam và mẫu nữ, thích mẫu nào comment ở lòng thích mẫu nào thì chọn mẫu đó luôn nha. Hello Hải Hoàng, em chào anh ạ. Hello Đực luôn nha, anh Đực cụ tóc luôn nè. Em nhỏ hơn chế một tuổi nè, nhanh quên rồi. Ủa, bé Út, vậy là em 23 tuổi hả? Hay là nhiêu, em 23 tuổi phải không? Rồi, mọi người ơi, thì hai cái kính này tôi sẽ tặng cho người nào chơi mini game luôn nha. Thì Út ơi, em bé Út inbox cho chị Tốt đi. Xíu nữa chị Tốt like xong, chị Tốt sẽ chỉ em xài lại kem nào luôn nha. Lấy người không lấy kính đó hả? Vậy thì anh Long Hân hãy chơi câu đố của em đi, xong rồi khinh em về luôn nha. Rồi, mọi người ơi, còn ai thấy Tốt nữa không ta? Để Tốt lên câu đố cho mọi người chơi mini game luôn nha. Rồi, câu đố ngày hôm nay nó hơi tục tiểu một xíu cho nên mọi người đừng có la Tốt nha. Tại vì Tốt không có soạn câu đố này đâu mà Long Coco soạn đó. À, hello anh Nhân Hoàng, ok bé Út luôn nghe, hello Hà Hồng. Đây, câu đố nè, khi cần thì anh banh ra, không cần thì anh chép lại, đó là cái gì mọi người nha? Mọi người comment liền cho Tốt kèm theo là chia sẻ livestream cho Tốt luôn được không ạ? Khi cần thì anh banh em ra, không cần thì anh chép lại luôn nha. Facebook của Túc là cái gì thế Túc á hả? Hello anh Tiến, Túc chào anh Tiến luôn, em chào anh Võ Danh. Đây, Túc sẽ comment Facebook của Túc lên và mọi người kết bạn với Túc luôn nha. Để Túc xíu nè, để Túc comment Facebook của Túc lên. Mọi người ai yêu quý Túc thì mọi người gửi kết bạn cho Túc luôn nha. Hoặc là mọi người comment vô bài viết đầu tiên của Túc luôn, để Túc thấy mọi người, Túc kết bạn với mọi người nha. Để em coi coi nè, Túc nè. Đó, em đã comment.
Ủa cái cây bút này sao mà nó hôi dữ vậy ta? Muốn ác xì, muốn ác xì quá. Cái bút này nó nghe ngon, cái mùi hăng hăng khó chịu quá. Rồi mọi người ơi, khó chịu quá. Câu đố của em nha, đó em ghi cái comment lại rồi đó, túc túc rồi đó, mọi người thấy chưa? Thấy túc túc này chưa? Rồi mọi người, các bạn phải túc luôn nha. Mọi người ơi, mình chơi mini game kèm theo đó là chia sẻ livestream cho em luôn ha. Một người chơi mini game thể lệ chơi đó là chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần, chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em, và kèm theo đó là chụp hàng mặt, chụp hình màn hình đã chia sẻ livestream cho túc luôn nha. Rồi, cái gì mà khi anh banh em ra, khi cần thì anh banh ra, không cần thì anh khép lại mọi người ơi. Rồi, cái ví là sai, cái bóp là sai luôn mọi người ha. Để coi coi câu đố đáp án là cái gì luôn nha. Từ từ, ok. Rồi, khi cần thì anh banh em ra, không cần thì anh khép lại là cái gì? Mọi người comment thiệt là nhiều cho Túc luôn nha. Nhớ là chia sẻ livestream, không có chia sẻ livestream là Túc sẽ không có tính comment của mọi người đâu. Cho nên mọi người hãy chia sẻ livestream cho em nha. Con trai trai là cái gì dạ anh Nguyễn Mạnh Hải ơi? Hello Lương Trần, hello Lương Trần, hello Mạnh Hải, hello Thuận Hồng luôn nha. Cái kính là sai rồi anh ơi, không có đúng luôn nha. Khi cần thì anh banh em ra, không cần thì anh khép em lại là cái gì mọi người ơi? Đây, mọi người comment liền cho em luôn nha. Câu đố mà em dành cho mọi người đó, hai cái kính trên đầu của em sẽ dành tặng cho người nào chơi mini game trúng thưởng được không ạ? À? Đây, có một cái kính màu màu xanh ở trên đây nha, và một cái kính màu khói mà Túc đang mang là dành cho nữ, còn kính màu xanh là dành cho nam luôn ha. Rồi, bóp tiền sai chưa? Sai luôn, cái kính là sai luôn, đồ giới là sai luôn, là con chim à? Sai luôn rồi. Bữa bao nhiêu em hả? Không có bán luôn Khánh Toàn ơi, bữa không có bán luôn nha. Không khách bạn được. Thanh Tiến ơi, comment vô cái bài đầu tiên của Túc Túc đi. À đừng comment vô cái bài đầu tiên vì biết sao, để coi comment vô bài nào thì được nha. Tại vì mọi người mà comment vô cái bài livestream là em sẽ không biết đâu. Nhiều nhiều comment quá em sẽ không khách bạn được với mọi người. Đây. Nè, em chỉ cho mọi người nha. Mọi người vô Facebook của Túc nè, Facebook của Túc là nó như vậy nè. Đó là Facebook Trúc Trần như vậy nha, Trúc Trần thấy không ạ? Thì mọi người kéo xuống, mọi người comment, đừng có comment vô cái bài này nha. Mọi người comment vô cái bài ở dưới đây đi. Tại cái bài này nó sẽ ít cái bình luận cho nên em sẽ thấy bình luận của mọi người. Còn bài ở trên đây nó nhiều bình luận lắm, em không có thấy được bình luận của mọi người cho nên sẽ không kết bạn được đâu. Rồi, bây giờ thì mình chơi câu đố luôn nha. Khi cần thì anh banh em ra, không cần thì anh khép em lại là cái gì luôn nè. Sáng nay trượt quà rồi em Túc ơi. Sao vậy? Anh Minh Kỳ chưa có chia sẻ livestream đúng không? Đâu? Chỗ người ta bán hàng đó mọi người, đừng cầm ba cầm bậy dùm mà. Cảm ơn Út của chị Túc luôn nha. Đáp án là mắt kính là sai luôn rồi. Quang Tiến ơi, không có đúng luôn nha. Mắt kính là sai, Hoàng Giáp ơi, ví tiền anh cũng sai luôn rồi. Anh ơi, anh chia sẻ livestream cho anh ơi. Là kính chị đang đeo đó, Nguyễn Trung Seven ơi, không đúng luôn em ơi, gửi comment từ Lương Trần ơi, nếu như lượt share chi tăng lên em sẽ gửi cho mọi người liền luôn nha. Mọi người chia sẻ livestream cho em đi. Một người chơi mini game chia sẻ livestream một lần về trang cá nhân để chế độ công khai nè, và chia sẻ vào 10 hội nhóm cho Túc, chụp màn hình lại cho Túc liền luôn. Rồi, khi cần thì anh banh em ra, không cần thì anh khép em lại là cái gì mọi người nha. Đôi mắt đó, không đúng luôn. Hello Long Vĩ Bạch nha. Rồi, cái bóp là sai luôn rồi anh ơi, mắt kính là sai luôn rồi. Phải không em ơi, có chia sẻ mà không có công khai hàng gì. Chia sẻ phải để chế độ công khai thì mới được mọi người nha. Rồi, cái bóp là sai, mắt kính là sai luôn rồi. Cái miệng hả? Cái miệng là sai luôn ha. Khi cần á thì anh mở em ra, không cần thì anh banh. Lâu lâu lâu. Khi cần thì anh banh em ra, không cần thì anh kép em lại. Đó là cái gì? Mọi người comment liền cho Túc luôn nha. Khỏi mỏi mồm hả? Không hiểu luôn, không hiểu luôn anh Bạch Ngọc Tài ơi. Ví chị ê, ví chị ê là cái gì? Tủ đồ là sai rồi Ngọc Dịch ơi. Rồi, để em coi coi lượt chia sẻ tăng lên chưa. Nếu như mà lượt chia sẻ tăng lên thì Túc Túc sẽ gợi ý cho mọi người liền luôn nha. Để em coi coi, lượt chia sẻ có tăng lên chưa nha. Lượt chia sẻ tăng lên là gợi ý liền luôn. Ok chưa ạ? Cái lưỡi là sai. Hello anh Bạch Ngọc Tại, Túc chào anh luôn ạ. Chào anh Tại nghe. Rồi, mọi người ơi, để Túc Túc coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Mới có 67 lượt chia sẻ thôi, còn rất là ít luôn ha. Bây giờ, mọi người ơi, Túc sẽ hướng dẫn mọi người cách chia sẻ livestream, để mọi người chia sẻ livestream và tham gia mini game luôn nha. Vì ở đây có những anh, những chị mình không biết chia sẻ mini game là mình sẽ không được chơi game đâu. Được không ạ? Thì mọi người nhìn nha, trong cái màn hình livestream của Túc có chữ chia sẻ. Nhấp vô đây cho em ha. Nhấp vô cái chữ chia sẻ ở cuối màn hình cho em. Chọn chia sẻ hội nhóm cho em. Thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều hội nhóm cho mọi người luôn. Đó, mọi người lít vào những cái ô màu xanh ở đây ngón tay cho em luôn nha. Đó, thì một người chơi lít vào 10 cái ô như vậy. Sau đó thoát ra bấm chữ chia sẻ.
Chọn chữ viết bài, chỉnh chế độ hình công khai nha, rồi bấm chữ đăng là ok. Rồi được chưa ạ? Tranh thủ chia sẻ mini game kèm theo đó là comment đáp án cho em luôn ha. Cửa sổ là sai luôn rồi, bốn mùa sành điệu ơi. Cây miên là cái gì ông bá hộ ơi? Cái bóp là sai luôn, Lâm Phú nha, không có đúng luôn. Quỷ sứ thử chương này sao mỗi lần mày gặp chị là mày cứ đòi lái máy bay rồi vậy hả thằng quỷ? Không có được nha mày. Rồi mọi người comment liền cho tóc luôn đi. À, khi cần thì anh banh em ra, không cần thì anh khép em lại. Đó là cái gì mọi người nha? Rồi, cái kháng sân là em không biết luôn anh Long Vĩ Bạch ơi. Tú không biết cái đó là cái gì luôn á anh ơi. Rồi, hai cái kính trên đầu của Tú sẽ tặng cho người nào chơi mini game được chọn nha. Mẫu kính này dành cho nữ, nếu như mà nữ trúng mini game thì được nhận kính này. Còn nếu như mà nam trúng mini game, mình sẽ nhận được chiếc kính Tú đang mang trên mặt của Tú luôn. Giá của nó mỗi cây là 400 ngàn một cây, thích chưa ạ? Rồi, thì bây giờ mọi người chuẩn bị nha. Tú sẽ cho mọi người thêm một món quà bất ngờ nữa đến từ mắt kính Ellie luôn. Và mọi người chuẩn bị nhìn phần quà này nha. Hai cái phần quà lúc nãy em vừa lên cho mọi người là chơi mini game câu đố. Còn bây giờ em sẽ lên cho mọi người một cái cây kính cao cấp của em luôn để tặng cho mọi người chơi mini game nha. Rồi mọi người nhìn nha, mẫu kính Armani này, cái đồng của nó là cảm ơn kẻ trắng tay luôn nha. Con mắt là sai rồi Lan Anh Vũ ơi. Đây, cái mẫu kính này sẽ dành tặng cho mọi người chơi mini game ngày hôm nay luôn. Thì nó có giá là 700k em tặng nha. Kính này tặng chứ không có bán mọi người ha. Kính này chống trời, chống bể, chống xước cho mọi người. Chống tiêu UV chuẩn 400, chống tia phân cực hết cho mọi người luôn. Chống khói bụi luôn nha. Đây, cái phần kính hình tròn cho nên đeo vô sẽ rất là ôm mắt luôn, thích chưa ạ? Rồi, mẫu kính ngày hôm nay tặng mini game sẽ là mẫu kính này Túc đang mang, có thương hiệu là Armani. Có hộp đầy đủ luôn. Đó, tặng là tặng kèm hộp đầy đủ cho mọi người luôn nha. Và kính này được bảo hành 3 tháng luôn, nếu như mọi người nhận được quà vẫn được bảo hành luôn ha. Đôi mắt là sai luôn rồi, chiếc bóp là sai luôn, ác tép ơi. Rồi, thì làm sao để nhận được cái kính của em đang mang? Mọi người cùng nhau làm theo em luôn. Em sẽ bấm đồng hồ, trong vòng 3 phút ai chia sẻ cái livestream của em nhiều nhất em tặng cho người đó chiếc kính em đang mang là 700k một chiếc mọi người nha. Em sẽ bấm giờ được không ạ? Còn bây giờ thì sẽ hướng dẫn cho những anh chị nào mình chưa có biết chia sẻ livestream, mình hãy cùng làm theo em để nhận được ngay chiếc kính này luôn nha. Rồi, tặng anh nhé, em yêu ok Hà Nguyễn nha. Mọi người nhìn nha, trong cái màn hình livestream làm theo em ha. Trong vòng 3 phút nhấp vô chữ chia sẻ cho em nha, chọn chia sẻ hội nhóm. Nó sẽ hiện ra rất là nhiều hội nhóm cho mọi người luôn. Từ từ nha, thì mọi người click vào hết những cái ô màu xanh ở đây cho em là chữ chia sẻ. Kéo xuống, càng kéo sẽ càng có nhiều hội nhóm cho mọi người nha. Nó đang tải thấy chưa? Đó, kéo xuống, kéo càng nhiều sẽ càng có nhiều hội nhóm. Đếm lại lượt hội nhóm cho em luôn nha. Đó, cứ kéo như vậy sẽ có rất là nhiều hội nhóm cho mọi người. Sau đó nếu như ai có ít hội nhóm thì mình bấm chữ chia sẻ, chọn viết bài, bấm chữ đăng ở đây, chỉnh chế độ công khai là được. Chia sẻ như vậy về trang cá nhân cũng nhiều cũng được, mà vào hội nhóm nhiều cũng được luôn ha. 700k một chiếc kính này dành cho ai chia sẻ livestream nhiều nhất nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ bấm giờ cho mọi người nha. Chỉ có 3 phút thôi được không ạ? 3 phút mọi người nha. Đây mọi người nhìn nè. Ủa, vô đâu? Đây, 3 phút bắt đầu nha. Em bấm giờ cho mọi người, 3 phút bắt đầu. Rồi, sau 3 phút này em sẽ cho hệ thống kiểm tra xem bạn nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất, em tặng cho người đó chiếc kính em đang cầm luôn ha. Để điện thoại ngay đây cho mọi người coi nha. Chỉ có 3 phút thôi, rất là nhanh luôn được không ạ? Để chiếc kính trên đầu nha. 700k một chiếc, chống tiêu UV chuẩn 400, khi cần anh banh em ra, không cần anh khép em lại luôn nè. Rồi, comment cho em luôn. Hiếu Trọng Hà ơi, anh lấy cái gì mà anh comment cho em cái số điện thoại vậy? Cái miệng là sai, cái dù là sai, anh biết rồi đấy em là cái gì Hà Nguyễn ơi? Cái bóp là sai, cái dù, cái ô là sai. Khó quá, gửi đi đúng không? Em chia sẻ từ lúc mới bắt đầu like rồi. Em dễ thương lắm luôn Út nha, cái set của quần cái spaghetti á hả? Không đúng luôn anh ạ. À, khó quá đúng rồi. Rồi, em sẽ gửi cho mọi người liền luôn. Bây giờ lượt chia sẻ chỉ cần tăng lên cho em đúng 500 lượt chia sẻ em gửi cho mọi người liền luôn nha. Bây giờ còn 2 phút 18 giây cho mọi người chia sẻ livestream thôi. Anh Hiếu Trọng Hà comment số điện thoại cho em chi đó. Cái vai là sai, cái ví là sai, em chia sẻ hết hội nhóm rồi chị. Ok, Tiết Đông bao nhiêu hội nhóm vậy? Mấy chục hội nhóm mới thắng chiến thắng đó nha. Anh chia sẻ nhóm rồi em ơi. Ok, Long Vĩ Bạch luôn. Em đã hướng dẫn mọi người chia sẻ livestream rồi đó, mọi người làm theo em là nhận được kính thôi à. 20 nhóm, 30 nhóm cũng là nhiều luôn mọi người nha. Rồi, mọi người lẹ lên, cái ví là sai, cái cửa là sai luôn rồi. Yến à, hello, hello chị Yến luôn nha, là cặp mắt là sai, 1 phút 50 giây cho mọi người chia sẻ livestream thôi. Cái nắp đó hả? Thích thì mở ra, không thích thì kẹp lại hả chi vậy bà nội? Rồi, mọi người comment đi. Hello anh Lê Minh Thông luôn nha. Tôi chào Lê Minh Thông, chúc chào Thúy Hằng Trần luôn ạ. Kính em đang để trên đầu, Hoàng Cảnh ơi, anh muốn lấy kính để trên đầu, anh comment cho Túc là 1804 kèm theo số điện thoại luôn nha. 700k một cây anh ạ. Như một xíu chơi mini game xong, em sẽ sell mẫu kính này với một nửa giá luôn, nên anh hãy ở lại trong livestream để đặt được mã kính luôn nha. Rồi, để em coi coi lượt chia sẻ
sẻ là bao nhiêu? Lượt chia sẻ trên 500, em gợi ý cho mọi người liền luôn, cho mọi người công bố, cho mọi người dễ comment đáp án trúng luôn nha. Rồi, khi mà khi cần anh ban em ra, không cần thì anh khép em lại, đó là cái gì? Mọi người chia sẻ livestream chưa ạ? Lượt chia sẻ hiện đang dần tăng lên rồi nha. Trên 500 lượt chia sẻ em gợi ý cho mọi người liền luôn. Cái kính này tới 700k một cái lần nha. Rồi, ok, Trâm Anh đã chia sẻ, em đã chia sẻ, ok Diễm My. My mắt chị ơi là sao rồi? Kính này 35k hả Hoàng Trương Sơn ơi? Vậy anh qua chỗ 35k anh mua giùm em nha. Cái này tới 700k lận đó ông nội. Rồi, mẫu kính này rất là đẹp luôn mọi người thấy không? Kính này chống tiêu UV là chuẩn 400, chống tiêu phân cực cho mọi người luôn. Ok, Mỹ Hoa đặng luôn nha. Rồi, thời gian cho mọi người chia sẻ sắp hết rồi. Để em coi coi lượt chia sẻ tăng lên bao nhiêu. Tăng lên trên 1k lượt chia sẻ, em gợi ý chữ đầu tiên cho mọi người. Bây giờ em sẽ gợi ý cho mọi người liền luôn nha. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi để em coi coi. Lượt chia sẻ càng tăng lên càng ra kết quả cho mọi người liền luôn. Wow, 941 lượt chia sẻ gợi ý cho mọi người đáp án có 3 từ. Đáp án có 3 từ mọi người nha. Đáp án có 3 từ. Rồi, chuẩn bị luôn nha. Em sẽ công bố, em sẽ gửi cho mọi người chữ đầu tiên nữa. 945 lượt chia sẻ rồi, tranh thủ chia sẻ cho em luôn để nhận được cái kính em đang mang là 700k một chiếc nha. 700k một chiếc. 980 lượt chia sẻ rồi, còn 20 lượt chia sẻ nữa thôi là gửi cho mọi người rồi đó. Cái mền là sai, mắt là sai, kính là sai, tủ lạnh là sai, cái ví là sai luôn rồi. Hello chị Trịnh Hiếu nè. Mi mắt là sai rồi ha. Rồi, để em coi coi thời gian chia sẻ. Ố, hết giờ rồi. Hết giờ rồi nha. Ok, đã hết giờ rồi mọi người ơi. Thời gian đã hết rồi ha. Em sẽ cho hệ thống kiểm tra xem bạn nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất luôn nha. Hôm nay mọi người chia sẻ cho em thiệt là mạnh mẽ lắm luôn. Để em coi coi cái nick là nick gì nha. Để em xin nick coi nha. Để xíu em xin nick coi người chia sẻ đầu tiên là ai nha. À, là người chia sẻ nhiều nhất là ai nha. Rồi, mọi người ơi, mọi người comment liền luôn nha. Khi cần thì anh banh em ra, không cần thì anh khép em lại, đó là cái gì? Kính em bao nhiêu thì được sờ hả? Quỷ sứ Hà, giao dịch nhà đất Lào Cai này, anh comment thấy ghét quá đây. Anh comment như vậy sao mà em nói được nè, anh chọc em hoài hả? Long bị bạch sai luôn rồi nha, cái bóp là sai, cái ví là sai, cái gọng kính là sai luôn. Anh Trần Nghĩ chia sẻ livestream cho em chưa? Rồi mọi người ơi, trong lúc 3 phút đang dần trôi qua rồi đúng không? Em sẽ cho hệ thống kiểm tra rồi. Mọi người chuẩn bị nha, những ai có chia sẻ livestream hãy lại trong livestream để một xíu là em công bố có mặt ở đây để mình nhận được kính luôn nha. Cái kính này 700k lần đó. Còn bây giờ mọi người nhìn nha, em sẽ cho mọi người một món quà bất ngờ nữa đây mà em muốn giới thiệu cho mọi người. Đó là cái này đây, chuẩn bị nhìn nha, hơi bị thích luôn, cực kỳ hot luôn nha. Đó là cái kính này mọi người nhìn nè. Ủa đâu rồi, cái khăn đâu rồi? Em chỉ có lấy kính này cho những ai có trong livestream của em, có chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai, hoặc là có chia sẻ hội nhóm thôi nha. Kẹp thức ăn là sai luôn anh ơi. Rồi mọi người nhìn nha, kính này có chữ Cushy ở đây cho mọi người. Đây là phần quà dành tiếp theo cho mọi người. Kính này có chữ Cushy, thương hiệu Cushy luôn nha. Trong này không phải là trong nhựa đâu, không phải là trong meca luôn, mà nó là bằng trong thủy tinh hữu cơ nha. Còn cái viền của nó là màu vàng, trong màu trà. Trong này sáng lắm, mình đi ngày đi đêm được luôn. Đây, chưa có luôn anh Long Vĩ Bạch ơi. Cái viền của nó ở đây có chữ Cushy cho mọi người luôn, thấy ngọc phụng luôn nha. Đây em test tiêu UV cho mọi người coi nha. Đây mọi người nhìn nè, chấm tiêu UV chuẩn 400. Thì nãy giờ mọi người đã chơi mini game với em thiệt là nhiệt tình. Cho nên em sẽ đáp lại với mọi người là cái kính này, cái kính Cushy có mã là 2025. Ai comment nhanh nhất cho em cái mã là 2025 kèm theo số điện thoại, cái kính này trên shop của em bán tới 400k một cái. Nhưng nếu như những người nào comment cho em 2025 kèm theo số điện thoại, em xe chỉ còn có 149k một cây thôi. Chỉ có 10 người duy nhất thôi nha. 10 người duy nhất comment cho em là 2025 kèm theo số điện thoại liền luôn được không ạ? Cái kiến còn gọi là cái so là sai rồi cô Thủy ơi. Rồi, 2025 kèm số điện thoại nha. 10 người duy nhất thôi được mua kính này với giá là 149k một cây luôn nha. Nhìn em thấy ghét ghê đó hả? Hay lên hà. Rồi, mọi người ơi, khi mọi người mua kính bên em yên tâm nha. Chống tiêu UV chuẩn 400 cho mọi người kiểm tra hàng. Khi mà hàng giao tới nhà rồi mọi người sẽ được quyền kiểm tra hàng, ưng ý rồi mới trả tiền, còn không ưng ý khỏi lấy kính, trả lại kính cho shipper luôn nha. Không cần phải lấy kính luôn được không ạ? Rồi, phí ship 30.000 ngoại thành, 20.000 nội thành luôn nha. Bảo hành 3 tháng kính chính hãng cho mọi người, có khăn có hộp đầy đủ luôn. 2025 kèm số điện thoại cho em nha. Em còn có cho mọi người một cái màu đen nữa, thích cái nào comment cái đó, comment màu cho em luôn. Không có màu không chốt 10 người thôi nha. Không có người thứ 11 vì em không có kính này bán nhiều cho mọi người đâu. Rồi, 10 người đầu tiên comment có chơi mini game và có chia sẻ livestream được mua kính này với giá 149.000 một cây luôn nha. Em đọc tên ai là người đó có kính mọi người nha. Rồi, em đọc tên ai đây ạ? Đầu tiên là Nhi Tục Phong, từ từ.
Em Long ơi, cho chút xin số điện thoại luôn nha. Không có số điện thoại không chốt được. Chốt cho bà Ngọc Phụng nè. Ngọc Phụng một cây luôn nha, 149.000, bảo hành 3 tháng luôn. Giao hàng tận nơi cho Ngọc Phụng một cây. Cho Nhi Thục một cây, comment màu luôn nha. Nhi Thục một cây luôn, kẻ trắng tay một cây 2025 cho kẻ trắng tay, comment cho chút số điện thoại kèm theo mã nha mọi người nha. 2025 màu đen, 2025 màu trà. Màu trà, màu đen mình đi đem được hết trơn luôn nha. Rồi cho Nhung Nguyễn một cây luôn. Nhung Nguyễn là 2025, phí ship ngoại thành 30k, nội thành 20k nha. Rồi, mọi người comment liền cho em luôn. Thế anh Trần ok luôn nha. Thế anh Trần một cây luôn nè. Rồi, Bạch Ngọc Toại ơi, phải cho em xin mã là 2025 thì mới được anh nha. Không có mã 2025 là không có được đâu Bạch Ngọc Toại ơi. Diễm My một cây luôn. Ok Diễm My 2025 kèm số điện thoại cho Túc Túc luôn nha. Chỉ có 10 người thôi. Người ok anh Bạch Ngọc Toại có số điện thoại rồi. Ok anh Bạch Ngọc Toại luôn nha. Chúc chúc cho Bạch Ngọc Toại một cây luôn nè. Rồi, Ti Trần ok anh Ti Trần luôn ạ. Ok Ti Trần từ từ nha, để em kéo xuống nè. Chỉ có 10 người thôi nha. 10 người được mua kính này từ 400 mà còn 149 là đang sale cho 10 bạn may mắn trong mini game của em đó. Ti Trần em chốt cho anh một cây rồi. Cái ví là sai, ví tiền là sai, cho Du Khánh một cây luôn. Cái miệng là sai nha. Du Khánh một cây luôn nè. Rồi, ai lấy mọi người tranh thủ comment cho Túc là 2025 kèm số điện thoại. Thế anh Trần em chốt cho anh rồi nha. Rồi, cái quyển sách là sai. Nhi Thục ơi, cho số điện thoại chưa ạ? 2025 hai cái hay sao vậy à Nhi Thục ơi? Khi anh cần em hả là sai rồi anh ơi. Rồi, Long Trần một cây 2025 luôn. Long Trần ơi, chúc chốt cho anh Long Trần rồi nha. 149k một cây thôi, bảo hành cho mọi người 3 tháng màu đen cho Long Trần luôn. Chị bán kem body nhé. Tí em rảnh em bắt chị bán kem body nhé em. Dạ ok, chị Trịnh Hiếu luôn nghe. Rồi, Hoàng Long một cây 2025, anh Đức Mạnh cho em xin số điện thoại đi. Không có số điện thoại không chấp hàng được đâu nha. Hoàng Long túc chấp rồi, Đức Mạnh chưa có. Nhi Thục ok. Nhi Thục mùa 2 gì? Nhi Thục một cây màu vàng ok luôn. Châu Phạm một cây màu đen ok luôn. Chỉ có 10 cây ra đi thôi nha. 10 cây thôi cho 10 người nhanh nhất thôi. Châu Phạm một cây. Rồi, kẻ trắng tay anh muốn mua cơ nữa là sao, muốn mua cây nữa? Anh muốn mua cây nữa thì anh comment cho em là 2 cây nha. 2 cây màu vàng màu đen hoặc là một cây vàng một cây đen hay sao đó nha. Rồi, Đức Mạnh ok anh Đức Mạnh luôn. Em chốt cho anh Đức Mạnh nè. Ok, kẻ trắng tay luôn nha. Những ai em có đọc tên là em có chốt luôn nha. Kẻ trắng tay Đức Quân 2025 luôn. 149k em ơi. Đức Quân luôn nha. Một cái này 149k em đi đem được luôn nha. Chống tiêu V là chuẩn 400. Bên hông có chữ cu xì cho em luôn. Đằng trước có chữ cu xì được khắc ti laser cho em. Cái gọng màu vàng này nè, nó không có bông, nó không có chốt luôn nha. Ê lộn, nó không có bông, nó không có chóc, nó không có xét cho em luôn. Đức Quân chốt rồi, màu đen cho Ti Trần ok. Trí Phạm ơi, màu gì cho em xin màu luôn đi. Trí Phạm ơi, chốt cho Trí Phạm một cây luôn nha. Rồi, à em nhường, ok Diễm My chịu hỷ đơn cho em luôn nha. Ok luôn nè, sao không phải trả lời Long Trần ơi, em chốt cho anh rồi luôn nha. Rồi, ca một cái bạn ơi. Ok Nhi Thục ơi, chúc chốt cho Nhi Thục một cái luôn rồi nha. Rồi, kính của anh đâu em ơi. Long Vĩ Bạch ơi, anh cầm bên cho Túc chưa? 2025 kèm theo số điện thoại, cái miệng là sai, cái bao nhiêu chị? Huỳnh Anh Thu ơi, 149.000 một cây em nha. Em lấy kính thì em cầm bên liền cho chị là 2025 kèm theo số điện thoại, kèm theo cái màu luôn nha. 400.000 đó, mà chị xe chị còn có 149 luôn. Ok Diễm My, chị thấy rồi, ship 30k ngoại thành, 20k nội thành mọi người nha. Cảm ơn anh Hà Nguyễn nhiều ạ. Rồi, khép lại là cây quạt sai rồi siêu mỏng ơi. À, quá đắt có gì đâu mà ghê vậy. Hello Nguyễn Khánh luôn nha. Rồi, Bạch Ngọc Toại chúc chốt cho anh liền luôn rồi nha. Cái ba lô là sai luôn rồi. Màu vàng cho anh Hoàng Long, ok anh Hoàng Long luôn. Anh đã chia sẻ rồi nhé. Ok Bạch Ngọc Toại có chia sẻ mới được mua kính này với giá là 149.000 mọi người nha. Em còn 2 cây duy nhất thôi, ai lấy comment liền cho em luôn ha. 2 cây duy nhất thôi nha, 149.000 một cây. Hàng này bên em là hàng chính hãng, có bảo hành cho mọi người đầy đủ luôn. Rồi, khi cần thì anh banh em ra, không cần thì anh khép em lại, đó là cái gì? Cái đầu gối là sai luôn rồi, Lan Tini ơi. Sai rồi Lan Tini nha. Rồi, mọi người tranh thủ comment liền cho Túc luôn nha. Khi cần thì anh banh em ra, không cần thì anh khép em lại, đó là cái gì? Comment liền nè, nhớ là có chia sẻ livestream nha. Em màu tím hả? Em màu tím một cái rồi, màu đó là màu khói đó em ơi, màu đó là màu khói cho bé Huỳnh Anh Thư. Huỳnh Anh Thư cho chị xin mã là 2025, có 2025 mới được nha. Ok anh Trí Phạm, anh lấy màu đen ok, Hải Hoàng lấy màu vàng ok nha, còn 2 cây thôi. Trí Phạm hồi nãy em chớp rồi luôn ha. Rồi, kính là sai rồi Long Còi ơi. Trí Phạm em chớp rồi, Hải Hoàng một cây ok anh nha. Còn bé Thư ơi, bé Thu ơi, bé Huỳnh Anh Thư ơi, em phải cho chị xin mã là 2025 mới được nha. Hello Trang Trần luôn, ok Phương Nguyễn 2025 luôn nha. Cái đầu gối là sai luôn, bóc tiền là sai. Hello Trang Trần, chốt cho Phương Nguyễn một cây màu vàng. Ok 2025 cho Huỳnh Thư luôn ha. Rồi, mọi người ơi, ai comment lấy 2025 thì nhanh thủ comment cho em, chứ không là hết kính luôn nha. Mã kính đó em còn rất là ít luôn đó ạ. Kính cu xì, cái bóp là sai. Rồi,
Hộp đen kính là sai rồi, không đúng luôn ha. Cái ví là sai đây mọi người nhìn nha. Nước ngoài nói gì không em ơi? Không biết luôn anh Hà ơi, em lắp mất tiêu rồi. Em không biết nó nói cái gì hết mà nó nói nhiều quá em lắp rồi. Rồi mi mắt đúng không chị? Sai rồi Thanh Huyền Nguyễn ơi. Thanh Thanh Huyền ơi không đúng nha. Mẫu kính này 2025 400k một cây, sale còn 149. Ai mua thì comment cho Túc nha. Giao hàng tận nơi cho mọi người luôn. Ô dù là sai rồi Trần Anh ơi. Khi mà giao hàng mọi người sẽ được kiểm tra hàng đầy đủ luôn. Ok hết mới trả tiền, còn không ok thì thôi trả kính lại cho em nha, được quyền hết trơn á. Rồi, cái kính này khi mọi người đi mưa hay là có hạ hơi vô nó cũng sẽ tan cực kỳ nhanh luôn. Vì kính này chống hơi cho mọi người luôn nha. Chống mưa, chống khói, chống bụi cho mọi người luôn. Cái ví là sao rồi anh Tâm ơi, không đúng em nha. Có màu đen cho mọi người nữa, đây màu đen nè. Anh Long Trần ơi, anh lấy mã nào anh Long Trần ơi, nãy em chốt cho anh rồi đúng không? Anh comment cho Túc là 2025 kèm theo cái màu nữa cho chắc ăn luôn nha. Rồi, hộp kính là sai, cái ví là sai, quyển sách là sai luôn Hà Hoàng ơi. Rồi, hello bé Trang Trần, chị chào em luôn nha. Rồi, vỡ hả? Khi cần là anh banh vỡ ra, không cần thì anh khép vỡ lại hả? Sao anh tàn nhẫn quá vậy anh ơi? Hà Hoàng ơi, cái kính là sai rồi anh nha, không đúng luôn. Mọi người comment nha, chuẩn bị gợi ý cho mọi người tiếp theo luôn được không ạ? Lượt share mà tăng lên là Túc gợi ý cho mọi người liền luôn, để coi coi lượt share là bao nhiêu rồi nha. Khi cần thì anh banh em ra, không cần thì anh khép em lại luôn nè. Là cái kính là sai rồi anh ơi. Ê da, em ở hoài à. Không đúng luôn nha mọi người nha. Rồi, mọi người comment liền cho Túc luôn đi ạ. Khi cần thì anh banh em ra, không cần thì anh khép em lại. Để em coi coi lượt chia sẻ là bao nhiêu rồi. Lượt chia sẻ mà tăng lên là Túc gửi cho mọi người liền luôn nha. Con trai trai là sai luôn rồi, mắt là sai, cá bóp tiền là sai luôn ha. Chưa có đúng luôn mọi người nha. Để em coi nè, bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ha. Rồi, mọi người ơi, khi cần thì anh banh em ra, không cần thì anh khép em lại. Sang Trần chia sẻ livestream cho chị Túc luôn đi bé yêu ơi, Thanh Tâm chia sẻ cho chị đi. Thanh Thanh Huyền ơi, em có chia sẻ livestream chưa? Nhớ là chia sẻ livestream thì mới được nhận kính mọi người nha. Không có chia sẻ livestream là sẽ không được mua kính này giá rẻ đâu, được không ạ? Rồi, ở đây có các bà nữ không? Ở đây có các bà nữ la lên cho Túc luôn, tôi sẽ một dành một món quà cho các bà nữ luôn nha. Rồi, cái miệng là sai, cái tủ là sai, cánh cửa là sai luôn ha. Chưa có đúng luôn nè. Rồi, mọi người nhanh nha, em sẽ cho mọi người coi một dòng kính ở đây. Cái miệng là sai rồi, Huỳnh Anh Thư ơi, chưa đúng luôn em nha. Mọi người chuẩn bị chưa, cho mọi người coi một cái mẫu kính này luôn ha. Coi mẫu kính này để coi coi còn không nha. Đây, từ từ để em coi còn không ta. Muốn xem cho mọi người quá mà cái kính này em không biết còn không nữa. À đây, chuẩn bị có một cái giá sập sàn cho mọi người luôn nha. Mắt là sai, cái cửa phòng là sai luôn. Anh thấy em không? Chứ anh lúc nào cũng thấy em lại. Em thấy Hà Nguyễn chứ sao mà không thấy cho được. Rồi mọi người nhìn nha, cái kính này nó được làm bằng tròng thủy tinh hữu cơ ha. Đây, tôi test tiêu UV cho mọi người coi nha. Chống tiêu UV nè, chuẩn 400. Tròng thủy tinh hữu cơ chống tiêu UV chuẩn 400. Cái này nữ mang cực kỳ sang luôn. Màu này là màu trà khói nha. Đẹp lắm, form mắt mèo, có hình tam giác ở đây cho mọi người, được làm bằng titan, đẹp lắm. Đôi mi phải không chị sai rồi em ơi. Cái giọng của nó trong suốt như vậy mọi người nhìn nha, rất là đẹp luôn. Đây Túc mang cho mọi người coi nha, 350 một cây. Ngày hôm nay tôi Túc xe cho mọi người cái này chỉ có là 99.000 thôi. Chỉ có những ai có trong mini game và có chia sẻ livestream mới được mua kính này 99.000 luôn nha. Coi như đó là phần thưởng an ủi dành cho mọi người đó. Rồi là kính he he sai rồi Minh Chiến Lê ơi, cái miệng là sai, mi mắt là sai luôn. Mã kính này 302 mọi người nha, 350 sale còn 99.000 một cây thôi. Mã kính này em còn duy nhất 7 cây thôi, 7 cây nha. Em còn có màu đen cho mọi người nữa. Mọi người comment cho Túc là 302 kèm theo số điện thoại, màu đen cho mọi người nè. Rồi, cái này là màu trà nha. Thì màu trà mình đi đêm được luôn, còn màu đen mình chỉ đi ngày được thôi. Đây màu trà rất là sang và sáng luôn. 302. Huỳnh Anh Thư ơi, em lấy cái này đi sang chảnh cực kỳ. Nữ mang rất là đẹp luôn mọi người nha, nữ mọi lứa tuổi đều mang được hết trơn á. Đặc biệt trẻ mang lên cũng rất là năng động luôn. Mã kính này 302 nha, 99.000 một cây. Có hộp, có khăn, được bảo hành đầy đủ cho mọi người luôn. Chốt cho Tiến Lê một cây luôn nha. Chốt cho Hoàng Anh một cây, ok Tiến Lê, ok Hoàng Anh luôn. 99.000 một cây cho Hoàng Anh, ok nha. Rồi, 99.000 cho Tiến Lê luôn. Thấy em không chị, thấy Hương Sơn luôn nha. Thấy Hương Sơn luôn. Chốt cho Mi Hoa Đặng luôn nè. Mỹ Hoa Đặng một cây luôn, 302 luôn ha. Ai lấy cái này comment cho Túc là 302 kèm theo số điện thoại nha. 99.000 một cây, có bảo hành cho mọi người đầy đủ luôn. Đây, bảo hành là bảo hành tầm soát cho mọi người luôn nha, cho mọi người kiểm tra hàng đầy đủ luôn. Mọi người nhìn nè, nó trong veo như thế này cho nên mình đi xuyên đêm được luôn. Ra ngoài nắng cái màu này nó bắt nắng rất là đẹp luôn ha. Đặc biệt nó còn chống chiếu chống chói chống lá nắng mặt trời, chống chiếu chống chói chống lá đèn xe ô tô nữa nha. Có giao hàng ngoài Bắc không, Bắc Giang không? Dạ có luôn, Bắc Giang em giao hết trơn luôn nha. Ở đâu em cũng giao hết trơn, trong Việt Nam là em giao hết. 302 kèm theo số điện thoại luôn. Chốt cho Minh Nguyệt một cây, ok chị Minh Nguyệt, cái miệng phải không chị sai rồi Hường Xuân ơi. Minh Nguyệt một cây 302 này luôn nha. Rồi mọi người chuẩn bị nha, Túc lên cái mẫu kính cao cấp hơn cho mọi người coi nữa luôn ha. Chưa có ai đánh trúng hết trơn, áo mưa là sai rồi em ơi, không đúng luôn em nha. Có kính đôi không chị? Có kính đôi luôn Phạm Anh ơi, để chị lên kính đôi cho em coi nha.
Đây, nếu như em muốn mua kính đôi mà nam nữ mang được, em chọn cái kính này liền cho chị đi. Cái form kính này nha, nó là hình vuông vuông vức như vậy luôn, em thấy không? Thì mã kính này là form Korea nha, form Hàn Quốc. Mẫu kính này có hiệu là Gucci cho em luôn. Trên đây nè, nó có chữ Gucci cho em nha, bên hông có chữ Gucci luôn. Kính này, để chị coi coi, là kính dẻo ha. Dẻo như thế này đây, chống tiêu UV thì chuẩn 400, không cần chỉnh luôn. Em mang kính này, kính đôi đẹp lắm nè. Rồi, mã kính này 5006, 400k, sale 180, rất là ngầu, rất là sang. Nữ mang kính này được, nam mang kính này được. Dòng này là dòng kính đôi, dòng unisex nha. Ôm cái mũi mình cho nên mũi mình sẽ rất là cao luôn đó. Rồi, khi cần thì anh banh em ra, không cần thì anh khép em lại. Đó là cái gì? Đó là mắt kính mà sai luôn rồi. Cái ví là sai, xinh quá hả? Cảm ơn Hoàng Trinh nha. Cái áo mưa là sai luôn anh Long Vĩ Bạch ơi. Rồi, mọi người comment cho Túc là 05006 kèm theo số điện thoại, 181 cây, bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn. Ví là sai rồi, Sư Nguyễn ơi, không đúng, cái ví cũng không đúng luôn. Đáp án có 3 từ lần, đáp án có 3 từ lần mọi người nha. Cái áo mưa là sai luôn. Chốt cho Trọng Vĩ 1 cây. Ok, Trọng Vĩ 1 cây này luôn, 5006 cho Trọng Vĩ. À ok, 2 cây luôn đúng không? Trọng Vĩ 2 cây này luôn nha. Rồi, Trọng Vĩ ơi, em chốt cho anh 2 cây này luôn nha. Rồi, mọi người comment liền cho chút luôn nha. Mẫu kính này là 3006 kèm theo số điện thoại liền luôn để em chốt kính cho mọi người được không ạ? Hộp để kính là sai rồi, bao trật đúng không? Đúng rồi, trật là chắc luôn rồi Thế Gian ơi. Rồi, cái hộp kính là sai rồi em ơi, không đúng luôn nha. Mọi người ơi, mẫu kính này 5006 kèm theo số điện thoại, em chào Hoàng Trinh ạ. 5006 luôn nha, ai lấy comment liền cho Túc. Bây giờ Túc sẽ lên một cái kính này cho mọi người coi luôn nha. Mọi người ơi, mọi người thích kính nam cao cấp không? Để Túc lên kính nam cao cấp cho mọi người coi, hay là thích kính nữ cao cấp comment lên nha. Trong lúc đợi hệ thống nè, 302 cho Ngọc Diệp màu đen. Ok, Ngọc Diệp 302 cho Ngọc Diệp. Màu nâu cũng đẹp lắm đó, Ngọc Diệp lấy luôn đi. Mệt quá. Mệt quá mọi người ơi. Ngọc Diệp một cây màu đen luôn ha. Ngọc Diệp ơi, lấy màu nâu luôn đi, đang được sale còn có 99.000, rất là rẻ luôn á bà ơi. Để dành mang cũng được luôn. Nguyễn Trực ơi, cái mền nắp là sai rồi, cái quạt giấy là sai, thì cái mắt kính chứ gì sai luôn, cái quạt giấy là sai rồi. Phương Mai ơi, Phương Mai chưa có chia sẻ livestream cho em nha, nhớ là phải chia sẻ livestream kính nam. Ok Hoàng Trinh, em lên kính nam dòng cao cấp cho anh coi luôn ha. Đây mọi người nhìn nha, em sẽ lên cái kính này cho mọi người coi, đó là kính Ray-Ban. Trồng của nó là trồng bằng thủy tinh nha, trồng bằng thủy tinh 700k một cây. Hôm nay em xem cái kính Ray-Ban này còn 350 thôi, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Đây, hôn cái đi hả? Hello, kẻ trắng tay nãy giờ anh cũng ủng hộ kính em rồi đúng không? Kính này viền màu vàng, trồng màu xanh, trồng thủy tinh hữu cơ, em mang lên cho mọi người coi luôn nha. Rất là đẹp luôn mọi người ha, cái trồng này nó rất là sáng luôn nha. Khi mà để ở ngoài nó sẽ ra màu xanh như vậy, khi mình mang vô nó sẽ ra màu đen như vậy mọi người nha, ra xanh đen như vậy. Chống tiêu UV chuẩn 400, mọi người nhìn nè, cái form của nó là form cong cho nên nó sẽ ôm sát mặt luôn. Cho Hoàng mà không chúng hô hô thương Ngọc Diệp giả mang luôn á, nên mua luôn đó hả? Rồi, kính này dành cho cả nam cả nữ luôn, nhưng mà nam mang đi, nữ đừng có mang, nữ mang ngầu lắm, nam chịu không nổi đâu. Mã kính này 3026, 350 một cây, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn, trong đây có hộp có khăn đầy đủ luôn nha. 3026 kèm số điện thoại liền cho em luôn đi. Giọng em tốt thế hả? À, anh kính để em luôn đó hả? Vậy thì anh mua kính ủng hộ Túc đi anh Hà Nguyễn ơi, anh mua kính ủng hộ Túc nha. Mã kính này 3026 kèm số điện thoại liền cho em luôn mọi người ha. Cái áo quần là sai, cái mắt kính là sai luôn. Em lên tiếp một cái kính cho mọi người coi nữa nha. Cái kính này sẽ rất là ngầu cho các anh nam của mình luôn. Mọi người nhìn, một cái duy nhất là, cái này em không có cái thứ hai đâu, hình như có một cái duy nhất là nha. Mọi người nhìn nè, mẫu kính này là dòng kính cao cấp bên em luôn, dòng kính Boucher, có chữ Boucher, được khắc tia laser ở đây cho mọi người màu vàng nha. Trồng kính này là trồng Bolero, chống trời chống bể cho mọi người luôn, rơi rớt không vỡ không bể luôn ha. Rồi, mẫu kính này có mã là 1706, một cây duy nhất thôi. 1706 ở đây có chữ Boucher màu bạc, có hai cái sọc bạc ở đây, hai sọc bạc ở đây. Màu đen em ơi, dạ Hoàng Trinh ơi, cái này là màu đen nè, mở ra mở vô được luôn nha. Mã kính này 1706, 350 một cây, giá gốc 700. Anh lấy thì anh comment cho Túc nha Hoàng Trinh nha. Ở trên đây nó có cái khứa rất là đẹp luôn, mọi người thấy chưa? Đẹp tuyệt vời, đẹp cực kỳ, chống tia phân cực cho mọi người nữa nha. Đây mọi người nhìn nè. Đó, chống tiêu về chuẩn 400, chống tia phân cực luôn. Trái kia, trái kia, trái kia. Ý, anh Cường, cái điện thoại là sai luôn rồi chị Hường Sơn ơi. Rồi, mọi người nhìn nha, mã kính này 1706 form hình tròn, dành cho những anh nam mình thích ngầu, thích cá tính, thích manly thì mình chọn mẫu này. Mặt tròn, mặt dài, mặt vuông gì mang cũng được hết trơn á. Em mệt quá. Tuyền Quang Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại nha. Cái này em có một cây duy nhất thôi, một cây duy nhất thôi. Ai lấy comment cho em xin số điện thoại luôn được không ạ? Một cây duy nhất thôi, Tuyền Quang Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại luôn nha. 350 một cây, mắt kính là sai rồi Nguyễn Hân nha. Anh Tuyền Quang Nguyễn ơi, trái kính này khi mà anh làm rơi làm rớt nó cũng không vỡ, nó cũng không bể và còn chống chày cho anh nữa nha. Em cảm ơn anh Hà. Rồi ok luôn nha, ok Trí Phạm luôn nè.
Hú, hello Tuyền Quang Nguyễn nha, anh comment cho Túc luôn là số điện thoại nữa mới được anh nha. Cái chồng ở trên trong mọi người nhìn nè, có chán phản quang cho mọi người luôn. Hú, hú hú gì ở đây đây, ok Tuyền Quang Nguyễn cho em xin số điện thoại đi ông nội. Cái miệng là chưa đúng luôn nè, Thanh Phan nha, Thanh Phan nha. Bên trong cái màu xanh này nó sẽ chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi và laptop cho mọi người. Ok, Chí Phạm luôn nè. Rồi, Tuyền Quang Nguyễn ơi, có lấy comment cho em số điện thoại mới chốt hàng cho anh được nha. Hết kính mọi người ha. Rồi, mọi người lẹ lẹ lên nha. À, em có cái kính này màu bạc rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đây, cái kính trên đầu của em là cái màu đen đúng không? Cái miệng là sai, em chào anh Hải luôn nha. Còn cái này là gọng màu bạc mọi người thấy không? Đây. Bao nhiêu đấy, bao nhiêu tiền? Dạ quý Sala ơi, cái kính trên đầu của em là 350 một cây anh nha. Má của nó là 1804. Quý Sala ơi, còn cái này nè là 1706 anh nha. 1706, 350 một cây. Đây 1706. Cái chữ này là chữ Boucher nha. Boucher màu bạc ở đây có hai cái viền bạc rất là đẹp. Em mang lại một lần nữa cho anh coi. Ơi em nghe nè Việt Nguyễn ơi, câu đố là khi cần anh banh em ra, không cần thì anh khép em lại đó. Câu đố hay ghê quá hờ. Đọc lên mà ngượng miệng luôn á mọi người. Đọc lên mà ngượng miệng gì đâu á. Rồi anh Quý Sala ơi, 350 một cây có hộp đầy đủ cho anh luôn nha. Bảo hành cho anh chính hãng luôn. Thấy Thủy Hằng Trần nè, em thấy Thủy Hằng Trần không anh lấy. Không anh lấy là sao Hải Trần Văn Hai ơi, 1706 còn hỏi em. Dạ anh ơi, bây giờ thì ở bây giờ em không biết nó còn hay không. Nhưng mà bây giờ anh cứ để lại số điện thoại cho em đi. Một xíu nữa em sẽ cho nhân viên kiểm tra và gọi lại cho anh liền luôn nha. Hello anh Sơn Nguyễn luôn nè, cái gì thì nói ra đi hả? Không nói gì mà nói, em ơi đang chơi mini game mà. Còn mẫu kính này mọi người nhìn nha, cái gọng của nó là màu bạc như vậy, thấy không ạ? Logo Admoney màu bạc, trong của nó màu đen, viền màu bạc luôn. Ơi em nghe nè Cường ơi. Em nghe nè anh Cường ơi. Rồi mọi người comment liền cho em cái bao cao su hả sai rồi anh kẻ trắng tay ơi, cái kính đeo là sai luôn ha. Rồi chị thích nhìn người thôi hả, em cảm ơn. Em chốt cho hai Trần Văn Hai một cái mã hồi nãy luôn nha. Hai Trần Văn Hai ơi, em chốt cho anh trước, xíu nhân viên gọi điện cho anh sau nha. Rồi mọi người ơi, ai lấy cái kính 1706 nữa thì Tuyền Quang Nguyễn comment cho em số điện thoại đi. Anh Chí Phạm là ok nha, 1706 màu đen cho Chí Phạm luôn. Cái khóa quần là sai rồi anh ơi, không có đúng luôn anh nha. Còn mẫu em đang mang có mã là 1804, 350 một cây. Ok, có rồi, em thấy rồi nha. 1701804 mọi người nha, 1804. Bên trong màu xanh, bên ngoài màu đen là như vậy. Khi cần thì anh banh em ra, không cần thì anh khép em lại, đó là cái gì? Anh mua cả kính cả người bán không em, bán luôn. Anh mà nuôi em đỡ bán kính, em đỡ mệt chứ còn gì đâu mà không còn muốn nữa đúng không? Rồi, em mệt đó mọi người. Là cổ quá. Cái ví tiền là chưa đúng luôn xin nha. Gửi đi tôi Túc ơi. Dạ em gửi cho anh, đáp án có 3 từ. Đáp án có 3 từ mọi người ơi. Thở cái nha, em mệt quá rồi. Nói nhiều em mệt đó. Để em coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi, để em coi bên Zalo người ta gửi về cho em cái lượt chia sẻ chưa nha. Em mệt quá mọi người ơi. Cái bóp hả? Cái bóp ra là sai rồi, không đúng luôn. Chưa đúng luôn nha, để em coi coi lượt chia sẻ là bao nhiêu rồi. Cái khóa quần là sai luôn anh ơi. Cái khúc áo là sai luôn. Bên hệ thống chưa gửi về cho em lượt chia sẻ nữa nha. Cái mền là sai, dây thắt lưng là sai. Mọi người comment cho em đi. Khi cần thì anh banh em ra, không cần thì anh khép em lại. Nuôi người ta nổi không mà mua trời. Anh Hà Nguyễn nuôi em nổi không? Em cảm ơn anh Sơn Nguyễn nhiều nha. Phương Mai ơi, cái cánh cửa là sai. Rồi mọi người ơi, mọi người cho em thở xíu được không? Em mệt quá. Em có ít tế thì anh cũng chịu luôn à. Em mệt quá. Em vẫn đang nhìn mọi người trả lời câu hỏi đó. Em vẫn đang nhìn mọi người nha. Để em coi cái nào đúng em ghim lên liền á. Tại vì em đang đau tim quá, em không nói chuyện được. Em đau họng quá. Rồi, trong lúc này, trong lúc chờ đợi cái lỗ mồm cha nội nè, ông comment đi ghê, nghỉ đi em hả? Thôi, em chưa hết giờ mà em phải like hết đúng một tiếng em mới được nghỉ. Em chưa like hết một tiếng nữa. Mà em đau tim quá à, em nói nhanh á. Là cái kính là sai rồi, lông mi em rớt ra kìa hả? Đâu có rớt đâu, anh này có rớt đâu. Hello anh Hiếu Phạm, em cảm ơn anh Hiếu Phạm nha. Rồi, cách nhận được quà là sao ạ? Đăng Vinh ơi, cách nhận được quà là em trả lời câu đố này cho chị nha. Kèm theo đó là em chia sẻ livestream cho chị về trang cá nhân để chế độ công khai. Chia sẻ vào màn hình nè, chia sẻ vào các hội nhóm cho Túc. Tổng cộng là 10 hội nhóm luôn nha. Đau cái cổ ghê, ước gì có ai ở đây đấm lưng cho em. Hả? Anh muốn lấy cái kính em đang đeo thì anh comment cho em là 1804 luôn nha. Để anh xoa tim cho em bắt đầu nha, anh biết sao á. Anh không xoa cổ cho em đi mà anh xoa tim vậy ông nội. Em ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn. Người bán hàng dễ thương thật hả? Cảm ơn bà Nhi Thục của em nha.
Ủa Như Thục bao nhiêu tuổi rồi? Tôi Túc 24 tuổi rồi, bà Như Thục bao nhiêu tuổi? À, bây giờ Túc lên cái kính này cho mọi người coi nha. Để lên xong cái kính này là chơi mini game tiếp nha, mệt quá thở không nổi luôn á. Rồi mọi người nhìn nha, thì những anh nam nào mà mình thích ngầu, thích manly thì mình chọn cái mẫu kính này em đang mang đi. Cái form của nó là form hình tròn như vậy nha. Nó tròn như vậy nè, tròn mà không phải là tròn do đâu, mà nó là tròn hình giọt nước. Tròn hình giọt nước rất là sang và chảnh luôn nha. Chị gọi tên em đi. Hello bé Duy Tùng, chị chào em luôn nha. Rồi, mình sinh năm 84. Chị Nhi Thục ơi, chị lớn hơn em 10 tuổi luôn. Em chào chị Nhi Thục nha. Rồi mọi người nhìn nha. Thì cái mẫu này nè, em cảm ơn chị Thúy Trần Hằng. À, ngồi xe câu trả lời chào người đẹp ngồi xe là sai rồi anh ơi, anh ở Sài Gòn đi cà phê thôi, giờ em thở còn không nổi đâu kia, em uống cà phê cho em ép tim em chết luôn á. Rồi mọi người nhìn nha, thì cái chồng này nè nó được làm bằng chồng bolero, chống trời chống bể chống xíu cho mọi người luôn. Rồi cái hộp kính là sai, cái bàn tay là sai nha, mê em rồi đó hả Minh Ki ơi. Rồi mọi người nhìn nha, để em đến với em chi vậy ông nội. Ở trên đây cái chỗ em chỉ nè, nó sẽ có cái chữ Bóp khắc tia laser trên đây cho mọi người. Cái càng kính này nó được làm bằng titan, không có bông, không có chóc, cũng không xếp và không nghỉ. Anh 83, anh lớn hơn em 11 tuổi luôn, em 94. Ngủ đi em, lai từ trưa đến giờ không mà nè. Mệt chứ, nhưng mà hồi nãy em nghỉ 1 tiếng đồng hồ là em ăn cơm nè, là em coi phim. Em chưa kịp coi hết một tập phim rồi nhảy lên like nữa rồi nè, like xong coi tiếp. Em xin đeo kính gì cũng đẹp á hả? À, không chơi game tặng quà, chị có chơi game nè em ơi, chị đang chơi game nha. Rồi, mẫu kính này anh nào thương em á, anh nào thương em anh lấy luôn đi, em mệt quá à. Dù là con gái nhưng mà rất thích kiểu bán hàng của em cảm ơn chị Nhi Thục nhiều nha. Vậy là em dụ, không những dụ được con đàn ông con trai mà dụ được các bà nữ luôn đúng không? Nãy giờ em dụ chị Nhi Thục được mấy cái rồi ta? Được một cái rồi phải không chị Nhi Thục ơi? Em hả, em chưa có người yêu đâu, cho em nói chuyện nhiều quá, không có thằng nào dám yêu em hết trơn. Rồi, mẫu kính này mở ra mở vô như vậy được luôn mọi người nha. Em mang lên cho mọi người coi, mã kính này là 8722 khi mọi người mua hàng bên em á. Em chưa có chồng, anh Việt xạo á, anh Việt sinh năm 94 bằng em hả? Không, em cảm ơn à chị. Chị cảm ơn Trần Thành Trung nha. Chị cảm ơn Trần Thành Trung nhiều nha. Dạ, anh An Yên ơi, dạ anh Yên ơi. Em nhất đó, mẫu kính này 8722 mọi người nha, 350 một cây, giá gốc trên sách của em tới 700 ngàn lận đó. Trong cái hộp mà mọi người nhận được á, sẽ có chữ voucher B8000 trên cái khăn nè, có nem cạc đầy đủ cho mọi người, còn có thẻ này nữa nha, nói chung đầy đủ hết trơn á. Cho mọi người kiểm tra ưng ý rồi thì mới trả tiền cho em, còn không ưng ý thì không có trả tiền nha. Rồi, anh sinh năm 94 đó hả? Anh mua kính không mà anh cho em xin số điện thoại chi dạ cho nội. Dạ Hoàng Chính ơi, thích quá, em dụ được anh cái kính này rồi. Anh cho em xin số điện thoại đi, em mệt quá nán thở luôn á mọi người, nói mà không kịp thở luôn á. Hàng Chính ơi, cho em xin số điện thoại luôn nha, và chiếc hộp là sai. Anh chị em mua ủng hộ là chị gì, họ chị mua kính đi thì cảm ơn Duy Tùng nghe. À, có kính solid không em? Dạ Hoàng Hoàng Trọng Nguyễn ơi, em không có. Trần Thành Trung bán em 12 cái chị ơi, em xạo chị đúng không? Em thấy chị đang mệt cho nên em an ủi chị đúng không bé yêu? Rồi mọi người ơi, chị Nhi Thục ơi, chị Nhi Thục thích cái kính này không? Thì để em lên kính thử cho chị Nhi Thục coi nữa nha. Mẫu kính này 8722, anh Hoàng Trinh cho em xin số điện thoại của anh đi, để em chốt hàng luôn nè. Anh đùa thôi, anh sinh năm 1992, anh lớn em 2 tuổi. Cái miệng là sai rồi chị Thúy Hằng Trần ơi, chưa có đúng luôn nha. Rồi nè quá mọi người, alo, lên 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 luôn đi, vô thẳng trên phòng luôn đi. Đang like, đang like, đang like mà. Vô luôn thẳng trong phòng luôn đi. Hả? Ừ, lên like luôn rồi, vô đi, đang like mà. Vô đi nha, vậy nha. Vô lẹ đi, bye bye. Vô lẹ lên. Rồi, yeah, em chết cho Châu Phạm một cây, chị ở đâu vậy hả? Hello anh Trọng Di, chị Túc ở Sài Gòn, mấy yêu ơi, chị ở Sài Gòn, em có ở Sài Gòn với chị không? Rồi, em chốt cho ai đây ạ? Hãy lên trọng dây, em chết cho Châu Phạm một cây. Anh Trinh ơi, anh Trinh cho em xin số điện thoại đi. Anh Trinh cho em xin số điện thoại nha. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Alo. Dạ. Rồi, mọi người ơi, Châu Phạm em chốt rồi nha. Còn em chốt cho ai nữa đây ạ? Lấy cái tay hả? Lấy tay là sai rồi anh Đức Quân ơi. Rồi, ai nữa đây ạ? Anh Hoàng Trinh ơi, cho em xin số điện thoại lẹ lên đi. Kính Việt Nam hay kính ngoại ven? Dạ Trọng Nguyễn ơi, kính này là kính có chính hãng đàng hoàng luôn anh nha. Anh lấy thì anh comment liền cho em đi. Lần đầu hả? Lần đầu anh nhìn được thấy em xinh như này. Ủa chứ bữa giờ anh nhìn thấy em xấu quắc xấu xí lắm luôn hả ông nội? Rồi, mọi người ơi, mã này 8722, mọi người lấy thì mọi người comment cho em nha. Mọi người để em một xíu xíu thôi, cho em 30 giây nha. Để em hỏi má em gọi em là cái gì vậy? Để xíu nha. Mẹ gọi con gì vậy?
Xíu nữa xong rồi, sắp xong rồi, còn cỡ 10 phút nữa là xong rồi, đau tim quá. Em coi coi, dí 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 cho Phương Nguyễn một cây. Á ha ha, Phương Nguyễn bị em dụ một cây rồi nha. Phương Nguyễn ơi, Phương Nguyễn sẽ được kiểm tra hàng luôn nha. Phương Nguyễn mà thấy thích hàng rồi, thấy kính bên em đẹp rồi thì Phương Nguyễn cho em xin tiền nha. 350 nè, phí ship 30 ngàn nữa nha. Cái kính là sai rồi, cái bóc tiền sai rồi anh ơi, không đúng luôn. Em chấp cho em quên mất tên rồi. Phương Nguyễn một cây 8722 cho Phương Nguyễn. Dạ Quốc Thùy ơi, em chưa có chồng cũng chưa có bồ luôn, không ai lấy em hết trơn á, em ế rồi. Ế chổng mông lên trời luôn. Gọi về lấy chồng đi em, không có. Đâu có đâu. Giờ này thằng nào mà nó đến nhà thoải mái ơi, đau tim nó đau mệt quá. Mọi người ăn cơm chưa thôi mà nóng bán kính nữa ha. Mình ngồi mình nói chuyện với nhau nha, mà nóng bán kính rồi, bán kính em mệt quá. Động kính là sai rồi. Thượng Đông, ê Thanh vô ra chim chơi Thanh. Có miner vô phòng của em á mọi người. Để anh nha em hả, để anh chơi, để anh vô cưới em á hả. Rồi, gửi đi chị, ok, gửi cho mọi người nha. Đáp án có 3 từ, bao nhiêu một cái? Dạ, anh Tôm Long Niệm ơi, lấy anh không? Lấy luôn, giờ ai cưới cũng lấy hết trơn á, mệt quá rồi. Giờ ai khinh em đi, em chịu hết á. Dạ, mẫu kính này là 350 một cây. Anh Tôm Long Niệm ơi, anh Tôm Long Niệm, anh Tôm Long Niệm lấy kính này, anh Tôm Long Niệm. Cảm ơn cho em nha, lấy anh nha em hả? Trời đất ơi, vậy anh nào cũng kêu lấy anh hết là em thành bà vợ quốc dân rồi mấy cái nội. Rồi mọi người nhìn nha, mẫu kính này là trồng bolero chống trời chống bể cho anh luôn đó. Anh được lấy kính này cho em đi. Anh Tôm Long Niệm ơi, anh lấy kính này anh comment cho Túc là 8722 kèm theo số điện thoại nha. Anh Long Vĩ Bạch thương em, hồi nãy anh Long Vĩ Bạch ủng hộ em cái rồi đúng không? Cảm ơn anh nhiều lắm luôn. Chưa chồng sao chảy xệ vậy hả? Cha nội Tuấn Đào này, vú vú thiệt chứ không phải vú bơm đâu mà nó căng như hai cái chén ông nội. Vú thiệt là vú nó bằng da bằng thịt mà nó đâu thể nào mà nó căng như hai cái chén được đâu. Anh này, anh không biết gì hết trơn hết à. Rồi, cái gọng kính là sai luôn ha, cưới anh đi hả, thêm cây điện nữa hả? Rồi, gợi ý đi rồi lướt comment tốt tốt ok em nha. Rồi mọi người ơi, cái ví là sai luôn. Anh gì đó ơi, anh Tôm ơi, anh có lấy cái này không? 8722, 350 một cây anh nha. Rồi, bây giờ em lên một cái kính nữa cho mọi người coi nha. Đây, lên mẫu này cho mọi người coi. Có kính nữ không chị? Ồ, Tôm Long Niệm ơi, em nhỏ hơn chị Tốt hả? Ok, chị lên kính nữ cho em coi. Mà em ơi, em thích kính nữ tầm cỡ bao nhiêu tuổi à? Em ơi, em thích kính nữ tầm bao nhiêu tuổi? Em cảm ơn Cường Lê. Em cảm ơn Cường Lê nha. Chán người nơi á, em nhìn cái mặt em trong cái livestream nó muốn che hết cái màn hình luôn rồi mọi người ha. Cái mặt chị mà mập địch thấy sợ luôn á. Rồi, mọi người ơi, em lên cho mọi người mẫu cuối cùng luôn nha. Đó là mẫu này. À, Tôm Long Niệm ơi, em thích cái kính nữ mà cỡ bao nhiêu tuổi em nói đi để tôi tấp lên kính cho em coi nha. Mẫu kính này em lên cho mọi người coi nè, màu vàng chanh lộn, màu trà màu nâu như vậy mọi người nha. Mẫu kính này trong của nó là bằng trồng thủy tinh hữu cơ mọi người nha. Cái bóp tiền là sai luôn, có mỏi mồm không em? Mỏi lắm luôn á, mỏi mà đến nỗi á, nó nhức cái này luôn nè. Tin là sao không hiểu, em không thấy comment của anh Cường. Nè, nó nhức cái mỏ em luôn nè. Tối về không nhận á là em nói trên livestream ban ngày gì đâu mọi người. Ban đêm á em ngủ em còn nói nữa đó. Ban đêm á em ngủ em mớ cái em ngồi vậy em bán kính tỉnh bơ luôn. Em ngồi là em giới thiệu kính luôn á. Ghê chưa, em làm xuyên ngày xuyên đêm luôn. Mỏi miệng quá. 2829 hả? Ok, nữ 2829 để tốt tốt lên cho Long Niệm coi nha. Cây điệt này anh comment vậy em giận anh luôn đó. Em ơi, kính gì bao nhiêu vậy? Dạ anh Nguyễn Thảo Lê ơi, cái kính này em lên cho anh coi, mã của nó là L35, giá của nó là 149.000 nha. 400k em sale còn 149.000 thôi. Lấy thì comment cho em được không? Comment cho em là L35 kèm theo số điện thoại nha. Trồng thủy tinh hữu cơ chống tiêu UV chuẩn 400. Ê nói nghe nè mọi người, nhiều khi mà ấy cái này 149.000 nha, mọi người lấy thì mọi người comment cho em là L35 nha. Nhiều khi em đang ngồi livestream á mà em buồn ngủ quá đó, buổi trưa em lên em buồn ngủ em không có ngủ được á. Chị em dở ra nha. Thôi. À, cái buổi trưa em buồn ngủ mà em đeo mấy cái kính màu đen này nè, là em nhắm mắt là em giới thiệu kính luôn á, em học thuộc lòng rồi đó. Em vừa nhắm mắt em đeo kính cái em nói xong mở kính ra là em mở mắt ra là em ngủ được vài giây luôn rồi đó. Thấy ghê chưa? Trực tiếp thôi mà giận gì. Thôi anh nói chuyện vậy em sẽ buồn đó, em sẽ để tâm trong lòng, tối em về suy nghĩ là em mất ngủ đó, anh đừng có nói em vậy nha.
Rồi, mẫu kính này L35 luôn nè. Thủy tinh hữu cơ là gì? Dạ anh ơi, là nó bằng thủy tinh mà, là nó bằng thủy tinh mà nó có phối với lại nhựa đó hay sao đó anh. Nói chung là nó sẽ không phải là bằng thủy tinh luôn. Còn nếu như mà bằng thủy tinh luôn là nó giống cái này nè. Cái kính này nè, Ray-Ban này nè, nó sẽ bằng thủy tinh luôn. Thì khi mà anh làm rơi rớt là nó sẽ vỡ nha, vì nó làm bằng thủy tinh nguyên chất luôn á. Kính của anh đâu rồi em? Cái kính nào? Nãy giờ anh đặt em cũng quên mất tiêu rồi, em không nhớ đâu. Anh ở Hải Dương anh mua được không? Dạ được, anh mua 6 cây rồi, em dụ anh hoài nha. Thì kính đẹp mà, anh thấy đẹp thì anh mua ủng hộ em đi. Rồi, anh chiếc phải mơ lấy thêm cái này nữa đi. Anh Mẫn Trần ơi, anh ở đâu em cũng giao cho anh được hết trơn á. Anh chỉ cần ở trong Sài Gòn, ở lộn, ở trong Việt Nam thôi là em giao được cho anh hết trơn á nha. Cuốn sách là sai luôn rồi, Thu Tiền ơi. Trời đất ơi, cái tên Thu Tiền nghe sướng thì đâu luôn. Nghe một cái là thấy giàu rồi đó nghe. Rồi, mã kính này L35 kèm theo số điện thoại cho em 149.000 một cây. Có hai cây cho mọi người, có hai màu là màu khói và màu vàng nha. Màu khói và màu vàng. Giá của nó là 149.000 một cây. Ai lấy mọi người comment cho Tốt Liền luôn được không ạ? Mệt quá. Uống nước cái là mình chơi tiếp nha, nhức đầu không? Anh muốn mua em luôn được không hả? Lẹ lẹ lên anh ơi. Hello anh Mạnh Nguyễn. Em quê của anh rồi nha, em quê của anh là cái gì? Gửi chưa dậy rồi, bây giờ gửi liền luôn nha. Đây, nãy giờ em coi coi, lượt chia sẻ đã tăng lên rồi, để em coi coi hệ thống đã gửi về cho em người chia sẻ livestream nhiều nhất chưa nha. Có gì nào mặt mắt mà đẹp em lại coi anh coi thử em. Like lại cho anh coi thử đúng không? Ok, để em lên nha. Gửi chữ đầu tiên đi chế yêu đó hả? Rồi, gửi cho mọi người chữ đầu tiên luôn ha. Đó là chữ hợp. Chữ hợp mọi người nha. Chữ đầu tiên là chữ hợp nè. Mọi người comment cho Tốt đi. Trong lúc đợi mọi người comment thì Tốt sẽ lên một mẫu kính cho anh kia coi luôn nha. Đây, hệ thống đã gửi về cho em. Bạn này là bạn chia sẻ livestream nhiều nhất luôn. Bạn gì đây? Bạn này là bé Anh Quỳnh nha. Bé Anh Quỳnh mọi người ha. Từ từ để cho mọi người coi cái chữ cho nó rõ nha. Bé Anh Quỳnh thấy không ạ? Chị Tốt mệt rồi. Út ơi, bé Anh Quỳnh là người chia sẻ livestream của Tốt nhiều nhất luôn nha. Hợp đựng đồ là sai luôn ha. Bé Anh Quỳnh là người chia sẻ livestream của Tốt nhiều nhất. Cảm ơn bé Anh Quỳnh nha. Em sẽ nhận được cái kính là 1804 bé nha. Em đau bụng bé. Rồi, em cảm ơn anh Gia Quyến ạ. Hợp mọi người nha, gửi chữ tiếp theo là chữ đựng. Hợp đựng gì đây? Cùng nhau comment cho em nha. Hợp đựng gì đây? Mọi người cùng nhau comment liền cho em nha. Thì nãy giờ em thấy có trên tầm 15 người comment đúng đáp án của em rồi. Nhưng mà lượt share chưa có tăng cho nên em chưa có công bố đáp án được. Bây giờ em sẽ công bố đáp án cho mọi người luôn. Mọi người hãy comment cho em đáp án luôn đi nha. Nãy giờ nếu như những ai có đáp án trùng với tờ giấy của em, mọi người cho em xin lại một lần nữa luôn nha. Lấy chồng đi em hả? Chi vậy? Rồi, mọi người ơi, mọi người cho em xin lại một lần nữa đáp án mà mọi người comment trùng với tờ giấy của em nha. Không cần là người comment đầu tiên, cũng không cần là người comment cuối cùng, chỉ cần là người có comment thôi là được rồi nha. Rồi, đây, hộp đựng kính mọi người nha. Khi cần thì anh banh em ra, không cần thì anh khép em lại là hộp đựng kính luôn nha. Ngày được bao nhiêu tiền mà nói nhiều vậy, thương em quá hả? Ngày được có nhiêu đâu, em đi làm thuê mà, em đi làm công ăn lương mà. Mà em nghĩ... hợp đựng kính mấy ông nội giờ mà cứ hợp đựng đồ. Người ta lên cái câu hợp đựng kính như vậy, không comment mà comment hợp đựng đồ. Hình như cái mực trong tờ giấy này nó làm em nhức đầu hay sao á. Nó hơi dễ mang luôn á mọi người, mà cứ đưa vô xét cái mũi nó hơi quá hả. Hổ cái muốn viêm mũi luôn á mọi người. Hợp đựng kính nha, hợp đựng kính anh bị ẩn hả? Bây giờ mới thấy anh nè. Rồi, hợp đựng kính nhưng mà anh Minh Kim Milo ơi, Ly Kia ơi, anh đâu được chơi nữa đâu. Một người chơi á được bóc tên mình trong vòng 10 ngày sau mới được bóc lại mà. Bóc trong tên anh, bóc trúng tên anh rồi là 10 ngày sau mới được bóc lại nha. Rồi, mọi người comment cho em chữ hợp đựng kính đi. Để em lướt comment chọn ngay ra người may mắn tặng kính cho người đó liền luôn ha. Ủa mà nãy tặng kính gì vậy ta? Hãy tặng kính này nè. Đây, nếu như mà nam nữ trúng thưởng thì để được chọn một trong hai chiếc kính này nha. Kính nữ mới đeo lên đó, kính nam đang để trên đây. Hợp đựng kính đi nha. Người mẫu đi live là sao không hiểu. Hello anh Duy Nguyễn Phạm. Tôi chào anh Nguyễn Phạm Duy luôn nghe. Hello anh Duy. Không đủ tiền mua hút đau họng không em?
Hôm bữa em cũng bị đau họng rồi, ngồi trong máy lạnh nó còn bị viêm xoang nữa. Tốn hết cả mớ tiền trị viêm xoang cho cái máy lạnh trên đây nè. Nó chiếu thẳng vô đầu của em á, em bị viêm xoang luôn. Trời. Bây giờ mọi người comment cho Túc nha, hộp đựng kính luôn nha. Cười con khỉ gì hả anh Duy? Anh Duy cười gì vậy? Anh Duy khỏe không? Anh Duy hôm nay giờ này làm gì gì đó? Làm nhà đất khỉ. Rồi mọi người ơi, Túc Túc có ghi cái comment của Túc ở dưới cái hàng đầu tiên nè, mọi người thấy không? Túc Túc nè, mọi người các bạn với Túc đi nha, chúc Trần nè. Rồi bây giờ thì Túc Túc sẽ lướt comment liền luôn để coi coi ai là người trúng thưởng luôn nha. Bóc trúng comment của ai có chữ hộp đựng kính thì mới hợp lệ nha, nhưng mà nhớ chia sẻ livestream ở chế độ công khai trước khi em chọn. Nếu như em chọn rồi mà không có chia sẻ livestream là không được tính đâu nha. Em ơi, nhân viên họ nói anh được chơi luôn mà em. Con khỉ chưa được chơi. Người nào được bóc tên rồi thì trong vòng 10 ngày sau sẽ không được bóc tên nữa đâu nha. Rồi, bây giờ em lướt liền luôn mọi người ha. Lướt liền luôn nha. 10, 9, ủa sao có 1 miếng vậy? Comment nhiều lên nè. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Comment nhiều lên, ít comment quá à. Comment nhiều lên để em mới lướt được chứ. Comment nhiều lên. Rồi lướt ngang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai đây ạ? Đây, Úp xí quách mọi người ha. Úp xí quách comment chữ hộp đựng kính. Ok, Úp xí quách luôn nha. Úp xí quách ơi, bữa giờ em có được nhận cái kính nào chưa? Bữa nào bữa giờ em có được bút cho trúng thưởng chưa? Nếu như em được trúng thưởng rồi là không được tính đâu nha. Rồi ok, Úp xí quách ơi, em comment cho chị Túc đi là trúng thưởng kèm theo số điện thoại liền luôn Úp xí quách nha. Rồi Úp xí quách ơi, comment cho chị Trúc trúng thưởng kèm theo số điện thoại kèm mẫu kính mà em chọn luôn. Mẫu kính này là 0318, còn mẫu kính này trên đây là 68 51 6851 nha. Comment lẹ lên. Ồ dê, cái gì? Comment lẹ lên đi. Rồi, bây giờ thì tôi xin phép mọi người là sẽ kết thúc livestream nha. Cảm ơn các tình yêu của em hôm nay đã ủng hộ em kính thiệt là nhiều luôn. Chơi cái gì mà chơi? Con mà bé Úc thì quanh ta chống hồi kìa. Rồi, bây giờ tôi xin phép cảm ơn mọi người đã tham gia mini game. Kèm theo đó là mọi người đã ủng hộ tôi thiệt nhiều nè. Bye bye mọi người nha. Tối nay 7 giờ tôi sẽ like nha. Hôm nay sẽ like trễ, sẽ like sớm hơn chứ lộn. 7 giờ là top like đó, mọi người lên chơi với tôi nha. Chiều nay 4 giờ rưỡi là không có like, 7 giờ là like nha. 7 giờ nha. Bye bye mọi người, nhớ vô chơi với em nha.